Nấm được xem là món ăn thượng đế vì những thành phần dinh dưỡng trong nấm cực kỳ cao và tốt cho sức khỏe. Nấm chứa lượng lớn các vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe, giúp cơ thể ngăn ngừa bệnh và có một nguồn sống khỏe mạnh. Nấm là một món ăn tuyệt hảo dành cho tất cả mọi người, không chỉ là món ăn ngon hơn thịt mà còn bổ sung cho cơ thể rất nhiều các lợi chất mà thịt không có. Nấm được ví như vị thuốc quý cho cơ thể để chống lại bệnh tật và sự tấn công của gốc tự do. Các bạn cũng biết là nấm là một loại thực phẩm rất là bổ dưỡng, nó được coi như là đạm thực vật. Khi mà người ta ăn nấm thì người ta cũng có cảm tưởng là cái nguồn đạm cung cấp cho cơ thể nó cũng không khác gì là ăn thịt cả. Tuy nhiên thì các bạn cũng nên thận trọng với một số cái loại nấm, bởi vì là thông thường thì chúng ta ăn nấm theo dạng tự phát. Ví dụ như ngày xưa thì khi mà các cụ đi rừng, các cụ nhặt nấm về ăn, rồi các con các cháu cũng theo đấy để đi nhặt về ăn, thì nó cũng xảy ra nhiều bất cập, bởi vì cũng có lúc mà cái cây nấm đó có thể là hiện tại nó không độc, thế nhưng mà khi mà nó mọc lên một cây gỗ nào đấy nó có độc tố chẳng hạn, thì tự nhiên là cái nấm đấy nó cũng độc. Và thực sự là có rất là nhiều cái trường hợp đau lòng đã xảy ra là cái ngộ độc nấm và dẫn đến tử vong. Vậy thì nấm thời nay nó an toàn hơn ở chỗ là nấm nuôi trồng, tức là khi mà người ta đã có được một cái sự chăm sóc bảo quản theo cái quy định rồi nhá, thì cái nấm đó đương nhiên là khá là ổn cho các bạn khi mà các bạn mua về ăn. Thì trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều cái loại nấm khác nhau. Các bạn thấy phổ biến nhất thì các bạn vẫn sử dụng nấm hương, tức là nấm khô. Thì nấm khô đấy thì nó chế biến trong khá là nhiều món và được sử dụng như là một cái nguyên liệu cổ truyền rồi. Còn các cái loại nấm tươi bây giờ thì đặc biệt là người ta rất là thích sử dụng cho các cái món lẩu hoặc là xào nấm các thứ. Thì nấm tươi nó có nhiều loại, ví dụ các bạn có thể thấy ở đây rằng là tôi chọn nấm đùi gà này, nấm rơm này, nấm hải sản này. Đấy, thì đây chỉ là mới là ba trong rất là nhiều cái loại nấm bán ở trên thị trường hiện nay. Thì khi các bạn mua như thế, nếu các bạn đã có cái nguồn gốc rõ ràng thì các bạn cứ yên tâm là nó sẽ ít khi xảy ra những cái sự đáng tiếc là về ngộ độc nấm. Vậy thì khi các bạn mua nấm về, điều quan trọng là các bạn vẫn phải chú ý là không được để cho nấm nó bị héo đi, rồi nó bị thối rữa mà mình không biết. Đấy, cố gắng là chế biến từ khi nấm nó còn tươi. Bởi vì khi mà nấm nó bị phân hủy ấy, thì có thể chính những cái lúc đấy nó cũng gây ra những cái độc tố. Đấy, cho nên các bạn rất là thận trọng là khi mình lấy nấm về mình cố gắng chế biến lúc còn tươi. Thưa quý khán giả, nếu như ai đã từng ăn chay thì đều biết rằng là nấm là một loại thực phẩm chính mà có nhiều chất dinh dưỡng. Tuy nhiên để chế biến nấm như thế nào vừa đảm bảo được cái giá trị dinh dưỡng và ngon miệng thì không phải ai cũng biết. Chính vì thế mà ngày hôm nay thì chúng tôi đã nhờ đến một chuyên gia mà chuyên về thực phẩm chay để cùng hướng dẫn chúng ta xem là chế biến nấm như thế nào vừa đảm bảo được chất dinh dưỡng mà lại đảm bảo được cái sự ngon miệng ạ. Chào chị Thương ạ. Hôm nay thì là lại làm phiền chị Thương ạ. Chị Thương ơi, chị có thể cho biết là với cái món nấm ấy thì cái lý do tại sao mà nhiều khi là tôi và một số người mà chế biến tại nhà thì nó không được ngon miệng cho lắm, và trong chương trình ngày hôm nay thì chị có thể là giúp tôi và các bà nội trợ, tức là có những cái cách chế biến như thế nào để đảm bảo được cái giá trị dinh dưỡng cũng như khiến là cái món nấm chay của chúng ta trở nên ngon miệng hơn ạ. Hôm nay mình cũng rất là vui mừng khi gặp lại chị Thủy trong chương trình VTC để trong món ngon và lành. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một series về món nấm để làm thế nào chúng ta chế biến vừa ngon, vừa hấp dẫn và lại đảm bảo về sức khỏe nữa. Thì rất là quan trọng, bởi vì thông thường mình ăn chay là mình ăn thuần chay thì nấm là thành phần chủ yếu trong các bữa ăn chay. Thì hôm nay mình sẽ hoan hỉ chia sẻ cho các bạn tất cả những bí quyết để làm thế nào được chế biến được món nấm ngon, đảm bảo sức khỏe. Thường vậy thì ngày hôm nay thì với series nấm thì chúng ta sử dụng cái loại nấm nào? Hôm nay là mình sẽ giới thiệu cho các bạn một series nấm mà chúng thành phần chính là nấm đùi gà. Chỉ cần một thành phần là nấm đùi gà, chúng ta có thể chế biến được rất là nhiều món. Ví dụ như nấm đùi gà kho sả này, đấy là xong môi trường kho, và nấm đùi gà rang muối này, nấm hấp lá chanh này,
là nấm xiên nướng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tùy vào thời lượng của chương trình, và mình sẽ cố gắng mình làm sao mà làm cho các bạn được nhiều món để cho nhân cái dịp ngày nghỉ này các bạn sẽ vào bếp trổ tài, đặc biệt là các bạn nội trợ. Vâng ạ, mời chị bắt đầu là thao tác đi ạ. Món nấm đầu tiên là mình sẽ giới thiệu cho các bạn là món nấm đùi gà kho sả. Đầu tiên là chúng ta sẽ thao tác cho món nấm đùi gà kho sả. Một chiếc nấm đùi gà như thế này, chúng ta sẽ cắt. Đấy, nấm đùi gà kho sả thì chúng ta sẽ thái hình móng lợn các bạn nhé. Đây là gọi là hình móng lợn này. Đấy. Đấy, chúng ta sẽ thái như thế này. Thái như thế này chúng ta gọi là hình móng lợn đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Đấy. Các bạn có thể thái bằng dao thông thường hoặc có thể thái bằng dao sóng thì nó rất là đẹp. Đấy. Tí nữa mình thái lên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để mình loại bỏ những cái tạp chất ở trong nấm, và đặc biệt là món nấm thì rất là tốt nhưng khi mà ăn vào cơ thể nó hơi bị âm thì người mình sẽ mệt, và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để các bạn làm sao để nó bớt được cái độ âm của nấm đi. Thì tí nữa mình sẽ giới thiệu, bây giờ mình sẽ có cái thao tác cắt thái đó. Món này, đầu tiên là món nấm đùi gà kho sả thì mình sẽ thái thế này nhé. Vâng ạ. Sau đó sẽ còn tiếp món tiếp theo là món nấm nướng thì mình lại có cái cách thao tác khác. Vâng. Đây. Đấy. Tiếp tục là món nấm xiên nướng này là các bạn nhỏ rất là thích đây này. Đấy, mình sẽ thái như này. Tức là chúng ta riêng với món nấm xiên nướng thì chúng ta thái lát mỏng đúng không ạ? Mình cũng không nên làm mỏng quá nhé chị nhé. Bởi vì trong quá trình mình cố gắng mình làm khoảng 1cm như thế này này. Thì khi mà mình làm ấy thì nó sẽ vẫn còn giữ độ ngọt của nấm. Sau đó mình sẽ làm thế này. Đấy, mình sẽ khía vẩy rồng nhé. Để khi mà mình làm, cái thứ nhất là nó sẽ rất là đẹp, và cái thứ hai là gia vị ấy nó sẽ thẩm thấu vào trong từng cái thớ nấm. Và khi mình ăn thì nó sẽ gia vị nó sẽ ngấm đều. Đấy. Đấy, rất là đơn giản, và chị cố gắng là khía nhẹ thôi nhé, không là nó sẽ đứt ở bên mặt kia. Có những khách hàng ăn nấm ở nhà mình rất là ngon nhưng về làm sẽ không ngon được, bởi vì là các bạn đang làm sai thao tác hoặc thiếu một cái thao tác nào đó. Hôm nay mình sẽ chia sẻ bí quyết cho các bạn. Đấy. Khi mà bạn muốn sơ chế nấm để loại bỏ những cái tạp chất ấy, thì chúng ta lên đun nước sôi và sau đó chúng ta cho ít muối tinh vào. Ít muối tinh này. Đấy, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Cái này rất là quan trọng khi mình sử dụng nấm nhé. Muối tinh, sau đó mình cho ít sả vào này. Gừng này, cái thứ nhất là mình sẽ tẩy được các cái tạp chất ở trong nấm đi nhé. Gừng này, sả này. Để nó được loại bỏ tất cả những cái tạp chất, và nấm của mình nó sẽ thơm, nó sẽ không bị cái mùi hôi của nấm. Đấy. Đun sôi nước rồi xong các bạn mình sẽ làm thao tác từ đầu này, từ món nấm đùi gà kho sả này. Nước sôi là các bạn vào các bạn trần nhé. Mỗi món nấm trần này các bạn, khi mà mình trần nấm ấy thì trong quá trình mình làm sẽ không bị ra nước. Vâng ạ, không bị ra nước. Trần sau đó từ 5 đến 7 phút nhé chị nhé. Mình sẽ vớt ra. Tức là với món nấm như thế này thì trong dung dịch nước sôi này chúng ta có một chút muối tinh cộng với gừng và sả. Và đúng chúng ta sẽ để nấm trong khoảng tầm 5 đến 7 phút đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Vâng. Đấy. Và tôi nghĩ rằng khi mà trần này nấm cũng có màu sắc đẹp hơn đấy ạ. Dạ, và khi mà ở trong nấm thì nó sẽ có nước, và khi mà mình trần này, khi trong quá trình mình nấu ấy, thì sẽ không còn cái nước nấm nó chảy ra nữa, thì cái nấm của mình nó sẽ rất là giòn. Đây là tiếp theo tục là mình lại trần cái món nấm xiên nướng, và thao tác mình cũng làm y chang như vậy, cũng đun từ 5 đến 7 phút, sau đó là mình cũng sẽ vớt ra. Bởi vì nguyên tắc khi các bạn sử dụng nấm là bạn phải trần. Mà khi mà mình chia sẻ thêm là trong quá trình mình dùng lẩu hay là mình dùng bất cứ kể các loại nấm tươi, nếu mình không qua chế biến thì mình sẽ về mình rửa nấm và mình ngâm với một chút bột năng, thì cái nấm của mình nó sẽ đảm bảo an toàn sạch sẽ. Sau khi chúng ta trần nấm nhá, và khi mà chúng ta muốn nấm ngon và dai thì chúng ta không thể thiếu một cái thao tác là chúng ta rán nấm lên ạ. Hay người ta còn gọi là xiên nấm đấy ạ. Và chúng ta sẽ cho dầu vào chảo này.
Đó, xong chúng ta đun dầu nóng lên nhé. Bởi vì có những bạn làm nấm các bạn cứ cho vào kho ngay như này ấy, thì nó sẽ ăn nó sẽ rất là tanh ạ. À, bây giờ mình sẽ cho nấm vào mình rán để nó tạo độ dai của nấm nhé. Dạ. Mình rán vào này sẽ đảm bảo được cái độ dai của nấm nó rất là ngon, là một vị rất là đặc biệt ấy, thì ăn nó sẽ rất là giòn ạ. Vớt nấm ra. Đấy, khi mà bạn ấn cái nấm này nó cứng là bắt đầu là mình đạt cho mình vớt nấm ra nhé. Mình sẽ để cho nó ráo dầu này. Sau đó mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các thao tác để kho. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu kho món nấm nhá. Cũng sẽ cho một chút dầu này. Đấy, chúng ta cho một chút dầu nhé. Cho nhỏ bếp này. Còn các thành phần rất là quan trọng khi để mà kho nấm này. Thì đây là sả thái nhỏ và gừng băm nhỏ nhé chị nhé. Rồi. Sả thái nhỏ này mình sẽ gạt vào đây này. Đó. Xong mình sẽ phi thật thơm lên. Món này là mình thường hay dùng với cơm, cho nên là mình kho mình phải cho hơi đậm vị một chút. Khi mà gừng sả mình phi thơm rồi, mình sẽ cho nấm đã chiên vào rồi nhé. Mình sẽ cho nấm đã chiên vào này. Đấy, xong mình đảo đều để cho tất cả các bề mặt của nấm thẩm thấu được những cái vị của sả và gừng. Sau đó mình sẽ cho nhỏ bếp này. Bây giờ mình bắt đầu nêm vị nhé. Trong cái quá trình nêm gia vị rất là quan trọng này. Chúng ta thêm một chút mắm chay này. Một chút mắm chay này. Một chút hạt nêm chay này. Một chút hạt nêm chay này. Một chút nước hàng này. Nước hàng để tạo màu ấy chị đúng đi. Rồi ạ. Nước hàng này. Và một vị không thể thiếu đó là xì dầu nhé. Xì dầu chay này. À, xì dầu chay. Đặc ạ. Dạ vâng. Xì dầu ở bên mình sẽ dùng xì dầu đặc. Đó. Thế là chúng ta đủ các vị cho một món nấm kho này. Và chúng ta đảo đều. Một vị không thể thiếu nữa là một chút hạt tiêu. Vâng. Đấy, chỉ cần một chút thôi, chúng ta sơ chế nấm một chút là chúng ta sẽ kho khoảng từ 5 đến 7 phút là chúng ta có nấm kho nhé. Bởi vì trong quá trình làm là chúng ta đã trần rồi này, chúng ta đã rán rồi, bây giờ chúng ta chỉ có cho gia vị để thẩm thấu một chút. Và chúng ta cho thêm một chút nước, một chút thôi nhé chị nhé. Vâng ạ. Đấy, một chút nước thôi. Phương pháp hiệu quả nhất được khuyên dùng để duy trì tính chất chống oxy hóa và giữ được vitamin của nấm là nên nướng nấm và quay nấm bằng lò vi ba. Nếu bạn nướng hay chiên nấm có dùng dầu thì nấm khuyên bạn nên sử dụng dầu ô liu. Chúng sẽ giúp tăng cường giá trị dinh dưỡng của nấm hơn các loại dầu ăn khác, và tuyệt đối không dùng dầu ăn tái sử dụng.